Xin chào mọi người ha, thì đây là vòng eo của mẹ bối nè. Và hôm nay mẹ bối sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cái combo quấn nóng thảy mỡ này sao cho hiệu quả nhất. Trước tiên thì lấy cho Linh dầu đất mỡ, mình sẽ xịt ra lòng bàn tay nha mọi người. Đó, xịt một lượng vừa đủ như vậy thôi. Sau đó mình xoa vào lòng bàn tay và massage vào cái vùng bụng của mình. Đó, massage vào cái vùng bụng của mình sẽ xuống một tí. Đó, massage vào cái vùng nào mà mình cần đốt mỡ nha mọi người. Mọi người sẽ thực hiện cái động tác massage này tầm 3 đến 4 phút để cho cái tinh dầu nó làm nóng cái vùng bụng của mình lên nha mọi người. Mình sẽ xoa như vậy massage tầm 3 đến 4 phút. Tiếp sau đó thì mình sẽ dùng cái màng bọc thực phẩm này, mình bọc cái bụng lại. Nếu mà không có cái màng bọc này khi sử dụng hết, mình có thể thay bằng cái màng bọc thực phẩm mua ở siêu thị nha. Màng bọc của mình hay bọc đồ ăn bỏ tủ lạnh đó mọi người. Tiếp đến là mình sẽ nịt cái đai điện quấn nóng này. Cái đai điện này nó có thể tháo rời ra để nịt cho, để sử dụng cho bắp tay và đùi nha mọi người. Đây là dán lại nè, mình có thể tháo rời ra ha. Sau đó mình sẽ nịt lại. Và bước tiếp theo là mình sẽ dùng cái gel sheet eo này để nịt cái đai điện cho nó ôm sát cơ thể mình và nó đốt mỡ một cách hiệu quả nhất nha mọi người. Đây, mình sẽ nịt lại. Đó, xong rồi mình sẽ siết cái này lại mọi người. Siết cái này lại cho nó ôm sát. Đó, ôm sát cơ thể. Và bây giờ bước tiếp là mẹ bối sẽ đi cắm điện và ngồi đợi. Ở đây nó có nút điều chỉnh nhiệt độ cao thấp nè mọi người. Ở cái đai điện cải tiến thì nó có cái đồng hồ hẹn giờ luôn nha, rất là dễ sử dụng. Bây giờ thì mình sẽ đi cắm điện nha. Trong thời gian mà đợi để quấn nóng thảy mỡ thì mình có thể lướt Facebook nè, xem phim nè. Mẹ bố thì hay nằm ở trên giường kia để xem phim, nhưng bây giờ mẹ bố ngồi cho mọi người dễ nhận thấy nha. Rất là thoải mái, dễ chịu luôn nha mọi người. Đây, đó, rất là thoải mái, dễ chịu luôn. Bây giờ mình sẽ xem sau 60 phút thì khi mẹ bố mở cái này ra thì nó sẽ đào thải ra những gì ở dưới này nha. Đây, sau khi quấn nóng xong thì mình mở ra ha, cho mọi người xem ha. Đây, mọi nhìn thấy nước không ạ? Nè, đó, ướt hết cái lưng quần của mình luôn mọi người. Đó, nóng nó đổ ra nè, cái màng bọc rất là nhiều đây. Nó đổ ra rất nhiều, nóng rất là nóng nhưng mà không rát nha mọi người. Tại cái này ngày nào mình cũng sử dụng, không hề rát nha. Và bây giờ thì mình sẽ lau sạch nha mọi người. Mình lau sạch để nịt latex nha. Mình sẽ nịt latex vào mọi người, vì sau khi quấn nóng xong á là cái phần mỡ nó đào thải qua ngoài bằng đường mồ hôi, còn cái phần mỡ còn lại dưới bụng mình nó rất là mềm, thì mình nịt latex vào nó rất là hiệu quả nha mọi người. Đây, mọi người thấy không, cái latex này mang rất là dễ chịu, có thể mang cả ngày cả đêm luôn, và nó ôm cái hốc eo mình cực sát cực đẹp nha mọi người. Đó, đây là xong ha.